Xin chào các bác nhá. Hôm nay bạn người mẫu của em sẽ đi bắt ong các bạn. Thì như trước mắt các bác đây, đây là bộ quần áo bạt liền găng liền ủng các bạn. Liền găng liền ủng nhá các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Sau đây bạn đấy sẽ đi test thử cái tổ ong này xem nó đốt có bị xiên không nhá. Để test chất lượng cho anh em xem. Đây. Sờ tổ ong đi, không sợ đâu. Cứ an tâm. Bạn này bạn nữ đâm ra hơi run các bạn. Đấy. Các bác thấy không? Nói chung là ong đốt thoải mái, không bao giờ xiên được. Nên các bác yên tâm khi dùng sản phẩm nhà em nhá. Đấy, cứ vỗ vỗ tổ ong ấy. Vỗ nhẹ thôi. Bạn là gái lần đầu đi làm đâm ra hơi run các bạn. Nhưng mà không sao, nói chung là chất lượng là ok. Nói chung là ong tấn công rất chỉ ác các bạn. Đấy, các bác thấy không? Vỗ vỗ nó. Đấy, quần nó ra tương đối là nhiều rồi đấy các bạn. Nói chung là riêng bộ này là bộ liền bạt, liền ủng, liền găng nha các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng. Cái găng tay này đây. Bạn đưa găng tay đây cho các bác xem. Đây, cái găng tay này là găng tay cao su nha các bác nhá, chứ không phải là găng tay rửa bát đâu nhá. Nên dùng cực kỳ an tâm cho anh em mình khi đi đánh ong. Đấy, thì vừa rồi em có giới thiệu qua về cái bộ bắt ong bộ bạt liền găng liền ủng. Nói chung là nó có đầy đủ ô thoáng để cho anh em mình đi đánh ong cực kỳ chất lượng luôn. Đấy các bác thấy không, đằng sau đều có ô thoáng tất cả, anh em mình thích về chế quạt và chế ok. Đấy thì vừa rồi em giới thiệu qua đấy. Xin chào toàn thể các bác nhá, hẹn các bác video lần sau, bác nào cần cứ liên hệ em nhá, chào các bác.